Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Pixelmon 5.0.3. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Các bạn ơi, các bạn đã chia sẻ video mạnh mẽ cho mình để giúp mình có động lực để làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Thì nói chung ấy, là mình xin thông báo các bạn một cái tin cực kỳ hay và cực kỳ hot thế này. Đó chính là mình chỉ làm Pixelmon vào lúc 5 giờ chiều từ thứ hai cho tới thứ sáu, còn thứ bảy và chủ nhật thì mình vẫn làm video vào ngày thứ mình vẫn làm video vào 5 giờ chiều, nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ làm video khác, ví dụ như là Minecraft map hay là Nobihaza đấy. Vì thế mà nếu ngày mai mà mình post 5 giờ rồi còn có bạn nào hỏi còn hỏi Pixelmon đâu, thì có nghĩa là những cái bạn đấy là những người rất là lộn xào và không xem video của mình đấy. Thì mình đã thông báo trước rồi nhá. Thì nếu như bạn nào mà là nếu là bạn nào là fan của mình thì hãy để ý cái lời mình nói một tí, có nghĩa là thứ hai thứ sáu mình sẽ post Pixelmon, còn thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ post một số video khác để như kiểu Nobihaza hay là cái gì đó để cho nó hoàn thành xong cái series ấy đi cho nó đỡ mệt, chứ không thì cũng từa lưa tè le, cái ra cái này chưa xong cái kia chưa xong á, mà một ngày thì mình chỉ post được một video thôi. Vì thế các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Nếu bạn nào không thông cảm được thì thôi, các bạn cũng có thể không cần trở thành fan của mình làm cái gì nữa, không cần trở thành anh em của hội ML làm gì nữa. Mình đang chuẩn bị có ý tưởng là mình sẽ hồi phục lại một cái nhóm dành cho những anh em nào đam mê Vũ Lít và cho anh em vào trong một cái group đó để anh em chat và được biết những cái thứ gì mới nhất về mình. Vì thế mọi người hãy chia sẻ video cho mình, về cho tới một thời gian nữa thì mình sẽ lập một cái team nhé, bởi vì dạo đây mình khá là bận, đi làm đi lụng thì mệt lắm, không chưa có thời gian để làm cái gì hết. Đó thì mình chỉ muốn nói dị thôi. Thì ở tập trước ấy, mình đã có được con Lucario và nhiều bạn nói là cái con này nó không mạnh bởi vì không đầu chiêu nó chưa có. Và cái chiêu kia đúng là cái chiêu hy sinh của nó thật khổ vãi các bạn ạ. Đấy thì mình xin thông báo là lần cuối là thứ bảy và chủ nhật sẽ không có Pixelmon, và thay Pixelmon bằng những cái trò chơi khác nhá. Nếu mà mình mà trong cái thời gian đấy mình tìm được cái trò gì hay thì mình sẽ chơi cho các bạn xem. Quan trọng là chủ yếu vẫn là Minecraft thôi, lâu lâu thì mình sẽ chọc chọc vào mấy game vớ vẩn. Nhưng mà nó chỉ xuất hiện vào thứ bảy và chủ nhật. Đó. Còn thứ thứ hai thứ sáu sẽ là Pixelmon. Ok. Mọi người nghe rõ nhá. Không lại thắc mắc là tại vì sao? Tập này mình đã nói kỹ, nói càng rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi tập này, cái công việc của mình cực kỳ đơn giản luôn, là mình sẽ đi hồi sinh lại một số con Pokemon tiền sử. Ok, và Pokemon tiền sử của mình sẽ hồi sinh ở tập này sẽ là con gì đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem Pokemon tiền sử ở tập này sẽ là con gì đây. Và tập trước, sau khi kết thúc tập trước thì mọi người vẫn vào và câu like, vẫn vào là phận làm fan Vũ Lít chưa một lần hai like. Và rất là tiếc mình đã ban với bạn đấy đi rồi. Trời ơi, tại sao lại các bạn ấy có thể lấy vậy? Mình biết chắc là mấy bạn ấy không xem video của mình, các bạn tin không? Là những bạn ấy câu nghề xem video, vì thế mà các bạn ấy vẫn vào, các bạn ấy câu like, và các bạn ấy đâu có biết là các bạn đã bị bóc block đi đâu. Đấy, tại sao lại cứ phải câu like theo cái kiểu đấy nhỉ? Câu like theo kiểu Vũ Lít này là hãy làm video rồi hãy câu like bằng cái video của mình, thì như vậy nó sẽ tuyệt vời hơn. Thì cái đấy là dù đúng dù sai thì các bạn cũng câu like cái channel của mình. Của mình ở đây nghĩa là của các bạn đấy. Ừ, còn các bạn qua channel của mình, của Vũ Lít ấy, có nghĩa là các bạn đang câu like channel người khác. Và không biết là các bạn có nghĩ cảm giác của người khác như nào không? Ví dụ bây giờ khách đến nhà của bạn, từ từ bây giờ nhá. Mình bạn có một thằng bạn đấy, khách của bạn thằng bạn tới nhà bạn của thằng bạn chơi và người ta đang chơi đấy, thì bạn lại chạy qua đấy bạn nói là nhà tao đẹp hơn nè, tụi mày qua nhà tao chơi đi. Đó, không biết là chủ cảm giác của chủ chủ nhà nó sẽ như thế nào. Thật là vãi nồi. Thì ở tập trước mình đã treo một cái huy hiệu ở đây, nhìn khá là chất đúng không nào? Thì ở tập này mình sẽ cái này là 375 con, hình như mình nghĩ là nó đánh theo từ cái cây xanh này này, rồi nó thành cái cây vàng, rồi nó thành cái cây đỏ. Nhưng mà sau khi đó là mình phải đi vào trong sa mạc để mình tìm mấy cái đền thờ của mấy con này nữa cơ. Mà không biết tìm đền thờ chúng nó có mệt hay không, chứ mình thấy xung quanh toàn sa mạc mà mình đi sa mạc mình vẫn chưa thấy một cái đền thờ nào xuất hiện ở đây hết. Khổ nỗi như thế chứ. Đây là có một cái ghim mình đánh rồi đúng không? Ghim đấy là ghim đất sét đúng không? Ghim này là ghim đất này. Thì game này game băng, mình có chưa có Pokemon hệ lửa nào, hệ lửa mới đánh được hệ băng đúng không? Hệ lửa là khác hệ băng, như là đánh đam x4 hay x3 gì ấy, mình không nhớ nữa. Nhưng mà ở tập này ấy, cái công việc của mình nó đơn giản hơn nhiều, đó chính là mình sẽ cho bốn cái hóa thạch này biến thành Pokemon thời hiện đại, mình sẽ hồi sinh Pokemon tiền sử. Không biết là mình còn cái nào không ta, vậy là mình chỉ có bốn cái đúng không?
Mình đầu tiên là cái công việc đầu tiên là sẽ rửa hóa thạch. Rất là đẹp đúng không nào? Nó đang rửa đấy các bạn nè. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Đó, mình sẽ rửa từng cái hóa thạch một. Để mình xem ở tập này mình sẽ có bốn cái Pokemon tiền sử. Và bốn cái con Pokemon tiền sử đó là những cái con Pokemon tiền sử gì? Khá là thú vị và hấp dẫn đấy. Ngày mai chắc là mình sẽ làm Lobby ở đây được một cái nè. Mình sẽ bỏ ở đây. Đó, đang thăng hoa các bạn ơi. Đó, đang trong cái thời gian này nó khá là lâu đấy, không không có nhanh đâu. Thì trong cái tập này mình sẽ hoàn thành bốn cái con Pokemon tiền sử đó, và trong cái thời gian đó mình sẽ đi đánh luyện cấp cho cái con thì tập trước là đa số các bạn ấy kêu là quăng cho con Grand Ninja ăn đi, bởi vì lên cấp 70 Grand Ninja sẽ rất là mạnh, một mình nó sẽ cân cả team luôn. Thì như bạn nói là cái con Grand Ninja đánh được cái con Tiradina là chuyện là do khắc hệ thôi chứ tuổi tôm nghe chưa. Thế nói chung mình không rõ lắm. Ủa Grand Ninja 200 máu rồi. Mình đang đeo một cái power, mình nghĩ là mình nên đeo một cái len giống của đây đi. Để cho nó tăng máu lên. Trời sắp sáng rồi các bạn ơi, mình mới làm được hai cái máy hóa thạch thôi. Là cái máy thì chắc là khá là lâu ấy, mới được 3%, 21% à. Tới lúc mà mình để xem cái con Grand Ninja độ hòa đồng nó có 92 rồi các bạn ơi. Nó thân thiết thì mình có 92 à, tại vì mình đánh mang nó ra đánh nhiều quá cho nó ghét mình. Chắc là mình nghĩ là như thế. Mình suốt ngày lôi nó ra đánh cơ. Không biết là trong cái tập này không biết mình có gặp được. Chạy ra. Được đấy. Không biết là trong cái tập này mình có gặp được cái con Raikou nào không. Mình hy vọng nó sẽ gặp được một con Raikou. Charizard. Riêng chú là không không. Nhiều bạn cứ kêu mình thay con Rhydon đi, mình buồn quá. Mình đã nói đi nói lại rất là nhiều rồi mà mọi người trái hiếu cho mình gì. Mọi người phải, phải biết gì gọi là uống nước nhớ nguồn. Giống mình ấy, mình rất là nhớ nguồn, rất là nhớ cái con Fire Gold này, bởi vì nó ủa một hit chết. Mình để đây và không nói gì hết. Nó quá là vãi đi. Ông ơi, tôi tặng cho ông một cái cốt này tặng này. Cầm lấy và sinh tồn đi. Ok, mình sẽ lại cho Grand Ninja ra và cho nó ăn nhá. Không biết là cái Grand Ninja sẽ có chiêu siêu mạnh gì đây. Ok, ăn kẹo đây. Ok, khá là mạnh nhé, 66 đấy, còn 4 cấp nữa thì nó sẽ lên 70 và nó sẽ có một cái chiêu tâm linh cực kỳ mạnh theo như mà lời nói của nhiều người. Vì thế mà hôm nay mình sẽ luyện Grand Ninja nha. Ok. Water xuống được cận một hit chết con. Quá là kinh luôn. Thì theo như mình nghĩ bây giờ Grand Ninja đang mạnh nhất đấy, mặc dù cái con Titania máu nó nhiều thật. Nhưng mà hình như là Grand Ninja nó vẫn là mạnh nhất, vẫn là mạnh nhất ở trong trong team của mình, bởi vì đây cũng là một cái con Pokemon của Satoshi đúng không nào? Nhưng mà cái con Pokemon này ấy, thời xa xưa là Pokemon của Ash Ketchum. Bởi vì đây là cái gọi là các bạn có biết là Mega của cái con Grand Ninja là Ash Grand Ninja không? Đó, lấy tên của Ash Ketchum ấy, có nghĩa là người đầu tiên của cái series Pokemon Pokemon đó chính là anh Ash, một anh chàng của sau dân làng tập trung ở đây hết rồi này. Một gọi là một anh chàng huấn luyện viên Pokemon từ đời đầu. Về sau mới là Satoshi đấy các bạn ơi, xong rồi còn các cả kia kia đó. Ủa sao đông con này này. Đã phát mỗi con một hit à? Một còn một hit. Sao đông con này nhỉ? Ok. Một phát. Mỗi con này một hit chứ mấy. Chắc mình sẽ lấy thêm một ít ít da của nó nhỉ. À, da thì thiếu đâu, thiếu gì. Mình cứ nghĩ là mình sẽ lấy một ít da của nó để mình nhầm chiêu rồi. Water Shuriken. Mới cần đánh trả thấm kinh nghiệm của Grand Ninja của mình gì đấy. Ồ, chưa chết à? Ghê vậy. Ghê vậy cu. Cái gì đấy? What? Thôi kệ. Lại có boss chai già nữa ở trên kia. Mình nên đi về nhà để xem là cái kia đã xong chưa đã. Xem cái Pokemon đầu tiên đã xong chưa đã. Tụi mày vướng chân quá nha. Đấy các bạn thấy Lucasio, à Lucio chưa nhầm. Lucio với Lucasio nó khác nhau nhá. Lucio là cái con xanh xanh, à con tím tím vừa nãy đấy, còn Lucasio là con khác. Đây, mình đã 98, 99, 100. À, mình cần phải bỏ Pokeball vào các bạn ơi. Mình nghĩ là Ultra Ball thôi. Ok, mình có một cái con Anondrick. Tí mình sẽ về mình xem. Bây giờ mình sẽ đi đánh kia đã, để đánh con Charizard kia đã. Ok, mình vẫn sẽ cưỡi Flygon nhé, mặc dù các bạn có nói cái gì thì mình sẽ thay cái con trai ra. Bởi mình thấy bây giờ cũng bắt đầu thấy con này nó hơi vướng đầu tí rồi. Khổ ghê luôn. Một hit chết luôn kìa.
Rồi mạnh thế này. Rồi tạm biệt nha. Thắt nó. Hình như mình thấy chiêu chiêu đá của nó mạnh hơn đấy sao? Ồ được một cái ngọc nữa. Xem nào. Lại được một cái kẹo nữa. Nghĩ bây giờ đánh 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 cái con rồng ấy chắc là cho Grand Ninja ta đánh được rồi đấy. Grand Ninja của mình cũng bắt đầu gọi là có sức mạnh rồi đấy. Mình được một cái đó. Được một cái Power Band này. Chắc là cho Riolu cầm nhỉ. Bây giờ mấy con Pokemon của mình. À nhiều bạn nói là mình nên thay cái con Chai ra bằng con Chai ra y đi. Mình thấy con X đẹp vãi sao các bạn ấy kêu mình thay một con y là sao. Rồi con X đẹp tuyệt vời luôn mà. Mình chơi cái con Chai ra chứ nó đẹp thôi. Chứ nó mạnh hay yếu thì Shiny. Một con Shiny mi tăng là con bò. Con bò bụng nhiều nhiều nhiều, nhiều núm vú. Đó. Rất là nhiều núm vú ở bụng. Thế, các bạn thấy ở đấy, bốn cái. Con này bò này thật là khỏa thân quá đi. Giết tao luôn, mình không thích mấy con bò, mình không đánh con bò. Mình không thích mấy con bò, mặc dù nó là Shiny mình cũng không thích. Đó, quan điểm cá nhân của mình là như quên là sớm không bỏ cái kia vào cho nhanh nhỉ. Quên là sớm mình không bỏ cái hoa thạch và cái máy rồi, tí quên, tại sớm đi vội đi bắt con boss quá. Ok, mình sẽ bỏ cái hoa thạch vào đây và lại rửa cái nữa. Mình vừa có một con Pokemon gì nhỉ, quên rồi. Để mình xem nào. Thế tao không hiện rồi. À Anoris. Anoris là con gì? Chắc là nó cho sang hai nhỉ? Anoris. Đây là một con Pokemon. Ai biết về gì về con này không? Con Anoris này thuộc hệ sắt với hệ thép với lại hệ gì? Con này có mạnh không cậu ơi? Mới vào nó cho hai chiêu thường. Khi không có gì nổi bật lắm. Theo các bạn là con này có mạnh hay không? Nếu mà mình mà có ra con Pokemon tiền sử nào nó mạnh một tí ấy, thì các bạn hãy hãy comment để cho mình biết nhá. Để mình gọi là sử dụng nó. Còn tập này thì cứ tiếp tục luyện tập Grand Ninja nào. Ha ha. Trời Pokemon đánh nhau ở lừa ở đây. Bọn này phá hoại thôi. Quá rồi đấy. Bọn này không có level này. Boss Venusaur đây. Venusaur thì nó là hệ hệ lá thì nó sẽ gọi là mạnh hơn hệ nước của mình. Theo các bạn là mình nên xài chai ra hay là nên xài chai ra để bay hay là nên xài Flygon để bay đấy, các bạn hãy cho mình xin một cái ý kiến nhá để mình biết hệ lá nó có cần hệ, nó có khắc hệ đất không nhỉ. Ôi nó khắc hệ rồi. Flygon lâu quá không ra trận. Hôm nay ta sẽ cho mày ra trận và tí chết tuyệt vời hai bọn em đó. Rồi mình sẽ cho Grand Ninja ra. Ôi chết nhầm chiêu rồi. Ui đập cho cái chết rồi. Riêng các bạn nhìn nhá, Mega Evolution cực kỳ đẹp luôn. Thế mà cứ chê là sao nhở? Đấy. Con này nó đẹp hơn con Y nhiều luôn. Con Y nó chả khác gì con thường. Vì thế mọi người hãy thích con X đi. Nó cái E Violette là cái gì ta? Poke Hill rồi chuẩn bị Greninja chuẩn bị lên xem nào. Xem kinh nghiệm nào. À kinh nghiệm đầu đầu cây này. Mấy con kinh nghiệm đầu cây này thì cứ cho nó ăn đi để cho nó lên cấp 70. 68 rồi, hai cái kẹo thôi em ơi. Chỉ cần hai cái kẹo thôi là em sẽ lên cấp. Lại con boss nữa này. Đấy, chai da y kìa. Mình vừa mới thôi mình sẽ cưỡi bằng con chai da xem nhá. Nó cưỡi chai da nữa cũng 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 vướng cái đầu à. Cưỡi con nào cũng vướng cái đầu à. Rồi, cho Agon ra. Ui. Đấy, Agon cũng một hit chết. Nhưng mà mỗi tội con này không có kẹo, khổ lắm cơ. Chắc là mình sẽ dùng cái kinh nghiệm chia sẻ cho tất cả mọi người ở trong team. Đâu rồi ta? Cái đấy mình vứt đâu rồi nhỉ? Còn 7 vàng này. À bây giờ mình có thể tự làm kẹo. Mình sẽ tự làm kẹo đây để cho con. Ồ mình còn rất nhiều ngọc lắm các bạn ơi. Từ giờ mình sẽ đi về. Bây giờ mình sẽ đi về. Mình sẽ đi về. Mình nghĩ là mình nên đi về. Về thôi. Ok, làng đây rồi. Mình sẽ cho con Grand Ninja này lên cấp 70. Con này xuất hiện chưa? 74. Con này hình như giống con vừa nãy này trời ơi. Khổ vãi. Sao nó ra có vài loài ấy nhỉ? Đây để mình xem làm kẹo làm như nào ta? Quên mất. Candy đúng không? Candy đấy. Một táo vàng, một glowstone với một sugar. Cái glowstone đánh mấy con quái kia cần nhiều bạn kêu mình xuống địa ngục để kiếm cái glowstone đi để làm kẹo. Thực sự là glowstone mình có rất là nhiều các bạn ơi. Các bạn đừng một con boss Venusaur ở đây nữa. Hy vọng là sẽ có kẹo nha. À đúng rồi, hy vọng là sẽ có kẹo đúng một chuẩn ngựa. Cho chai ra ra là cân thằng này luôn. Boss thường cái này chai ra thì cứ Mega X chờ quất nó là một hit chết. Mega X đẹp hơn luôn các bạn.
Tại sao các bạn lại kêu mình xài Mega Y? Hồi trước các bạn kêu mình xài con Mega X quá trời luôn, bây giờ các bạn lại đổi ý chuyển qua xài Mega Y là sao? Đó, nhìn chưa? Yêu dấu xanh. À không, mình nhầm rồi. Không mạnh lắm. Nhưng mà đây mình sẽ cho con Luca si ghẻ này ra đánh nhau. Thôi ta sẽ hy sinh. Ơ, cái chiêu đấy là chiêu hy sinh mà sao không chết ta? Ồ chết luôn rồi kìa. Khổ vãi, tự nhiên con này nó có chiêu hy sinh là sao nhỉ? Như kiểu là mình liên tưởng đến thằng Yamcha ở trong trong Dragon Ball. Thằng Yamcha với thằng Chansu, mấy thằng dùng đòn hy sinh chết, khổ vãi. Lại con Pokemon hồi nãy. Khổ chưa? Rồi còn cái cuối cùng mình sẽ rửa đây. Ơ rửa rồi à? Cẩn thận ra mèo tu ấy nhở. Cái này nhìn nhảy, cái này nhìn lạ quá. Nó nhảy nhảy thế này. Rồi đi tiếp tục nào. Tiếp tục luyện cấp cho bé Greninja nào. Yeah. Đánh thằng cấp 19 này. Ôi chết rồi, nhầm rồi. Chúng mày đã thấy Mega X chưa? Đánh với thằng NPC này dùng con Mega X thì không biết là đánh một lượt hay là đánh hoài đây ta. Sao đánh được mấy con một lúc hay là tí nữa? Vậy đánh mấy con một lúc đi. Vậy một đánh cho đến ghim cũng được ấy. Đúng không các bạn? Cho đến ghim tuyệt luôn. Ồ, con cùng hệ rồi. Ok, lên cấp. Cái ép xe toàn bộ kinh nghiệm đâu ta? Chết hết đi mấy con lợn. Ồ. Con vịt gì vậy? Lâu quá không gặp. Tưởng chai Mander chứ. Con này cấp 3 của con lợn ping pit gì này. Đúng không ta? Ok, nãy giờ mình đã làm hai quả cầu và ra hai con Pokemon tiền sử y hệt nhau. Xem là cái này gần bao nhiêu phần trăm rồi ta? 27 à? Cái này có vẻ lâu các bạn ơi, chắc là ra con Pokemon xịn đấy. Bây giờ mình sẽ đi làm táo vàng nha. Táo vàng trước đã. Mình xem mình có bao nhiêu vàng, rất là nhiều vàng, người luôn, 21 vàng luôn. Mình sẽ đi đun vàng nha. Yeah. Vậy là than của mình đâu rồi? 8 x 3 24, mình có thể đun được 24 quả bằng 8 viên than. Mình nhớ là hình như mình có nhiều vàng lắm, mình cất ở chỗ nào ấy cơ. À, vàng ở trong đây có. Ở đây chứ nhỉ? Có 5 vàng thôi à? Mình cứ tưởng là mình có nhiều lắm cơ đấy. Hóa ra chỉ có 5 vàng, có 2 quả táo với 3 quả táo là 5 quả táo. Mình có 5 quả táo và 20 mấy quả vàng, 20 mấy vàng, mình có 11 vàng đây nè. Ô vậy là mấy cái đá phát sáng của mình đâu hết rồi ta? Đây, 4 đá phát sáng đây và đá đỏ nữa. Chúng ta lại một con boss chai ra nữa kia. Đá đỏ đâu đây, rất nhiều đá đỏ. Ok. Rồi thì tạm thời là mình ra đánh con boss chai ra kia đã. Mình hai con này đều vướng đầu đấy các bạn ơi. Vì thế mà các bạn đừng có lấy lý do là vướng đầu ra để mà chê trách Flygon của mình nhé, bởi vì con chai ra cái nó cũng vướng đầu, vừa nãy mình bay nó cũng vướng đầu mà. Nhưng mà bạn nào để ý. Ok. Đấy con Fly nó kêu với ý đồ là anh ơi anh đừng có thế nha. Cho Greninja solo xem đã solo được chưa. Đó, khắc hệ solo ngon hắn. Chơi nửa cây, hơn nửa cây. Một tổ đánh hơi... Ui, sao nó mạnh như vậy nhỉ? Ôi, sao nó giết rồi. Vậy là hiện tại là chỉ có con này mới chỉ được mấy con boss rồi chơi. Đấy, là cái kẹo này, ngon. Mocho, Macho Play là cái gì ta? 69 rồi. Đó, ăn kẹo đi cưng. 69, ok. Về nhà làm nốt cái kẹo nữa là sẽ lên 70. Thì nhiều bạn nói mình là tập trung luyện một con đi, thì bây giờ mình sẽ tập trung luyện Greninja nhá. À quên, luyện Greninja lên 70 thôi, còn lại là mình sẽ dồn hết vào Tyrannia, bởi vì như các bạn thấy đấy, nãy giờ thì công lớn toàn thuộc về Titanira thôi. Vì thế mà đây là một con Pokemon khá là xịn theo ý của mình. Ok. 80% vẫn chưa thấy con Pokemon trong đây là gì. Sao nó bé tí ấy kìa. Các bạn nhìn nó bé như hạt cát ấy, vãi nồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm một quả táo vàng và hi hi. Đâu? Đâu rồi ta? Hình như không phải là đá, hình như không phải là, hình như là đường hay sao ấy. Đúng rồi, hình như phải là cần đường cơ, mà hình như mình không có đường. Tuyệt vời, mình biết một chỗ có đường nhưng mà đi nó khá là xa. Vậy là đường của mình đâu hết rồi ta? Ôi, lần trước mình nhớ mình lên nhiều mía xong mình có nhiều đường lắm mà ta. Bây giờ không thấy đường đâu nữa rồi. Đây, 7 đường, ngon. Bây giờ mình sẽ làm kẹo nha. Táo vàng này. Cái này này, với lại đường đúng không? Đó, đường với kẹo nữa. Mình sẽ cho đây học chiêu mới nè. Đó, chiêu này là chiêu quái nhìn hơi bị cùi. Mình sẽ thay bằng chiêu 3. Ok. Không biết là chiêu đấy có mạnh con gì đấy. Lại là con đấy. Đậu phụ. No, sao nó ra có một con vậy trời? Ra con khác đi. Trời ơi.
Nãy giờ ba con nó chỉ ra đúng một con và mình đã có sức mạnh mới của Grand Ninja. Để xem sức mạnh mới nó sẽ như nào nào. Fighting. Nice snack. Uầy. Tớm thế. Hit chết luôn các bạn ơi. Hình như là chưa mạnh cái sau ấy. Chưa xài được mấy lần ta. Ha ha ha. À như bạn nói là cái con chiêu con này này. Đấy nó có chiêu mà hệ fighting ấy. Nó mạnh ngang với nó có chiêu hệ fighting giống con khỉ gì nhỉ? Inflap của mình ấy thì nhưng mà nó mạnh hơn rất là nhiều lần. Không biết là có đúng hay không hay chẳng lẽ là có phải là do nó thuần hệ cho nên nó mạnh hơn hay không. Để mình xem nào, xem con khỉ lâu quá không đụng tới đây, khỉ nè, khỉ xịn đây nè. Đây. Con này cũng hệ fighting nè. Đây các bạn nhìn toàn chiêu mạnh thôi. Đây à closer combat nhầm. Nhưng mà nó mạnh hơn rất nhiều, con khí này toàn chiêu đánh mạnh vãi. Nhưng mà tạm thời mình chưa xài được, mình cũng khá là tiếc. Mình đợi cái con Pokemon cuối cùng của mình xem nó là con gì nè. Và thật là buồn nha các bạn, mình vẫn chưa thấy con lợn kia đâu. Cái con lợn mà nó đã từng xuất hiện rất nhiều lần và tự nhiên hôm nay nó tàng hình luôn. Đậu phụ. Yeah, đánh con này. Nice slap nó. Ôi đánh cũng ghê nhỉ, cấp 64 mà đánh ngập hành luôn. Ok được đấy. Ái chà chà, mày là con nào? Ra đây, solo luôn, đậu phộng. Ở lại con boss Venusaur nữa. Đây, đến lúc mà mình sử dụng cái chiêu bóng tối của Greninja để chiến đấu. Ô, để mình xem thử một tí nhé, xem con Greninja nó có hệ bóng tối hay không mà sao nó lên cấp. À đúng rồi, có mà. Vậy là lên cấp vẫn học được chiêu bóng tối các bạn ạ. Ok. Mày thích hệ bóng tối đúng không? Ta sẽ cho mày bóng tối vây quanh. Không mạnh lắm, trời ơi. Vậy con Greninja nó cũng yếu thôi các bạn ơi. Các bạn ấy kêu cấp 70 là mạnh lắm. Trời. Có thể có mạnh bằng một góc con này không? Các bạn hãy nhìn đây. Sơ tội. À vậy là nhưng mà con Titania mình vẫn thấy nó có sức mạnh hơn các bạn ơi. Mình vẫn thấy con Titania nó thật là mạnh. Và thật là xứng đáng là người mạnh nhất ở trong cái kênh của trong cái đàn Pokemon của mình. What the Suricune. Ơ được cái đít cầu này ngon. Được đấy, đánh mấy con cầu điện được cái đít cầu. Tuyệt vời nhỉ. Như bạn kêu mình cài Lucky Block vào Lucky Block vào để có cơ hội ra được mấy con Pokemon xịn. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là mình sẽ làm cái đấy vào một tập riêng. Các bạn hiểu không? Mình sẽ làm vào một tập riêng chứ mình đang rất là thích cái series này. Mình không muốn là Lucky Block cũng chẳng khác gì cheat. Lỡ may nó ra thêm cái gì ngon ngon nữa mọi người lại kêu mình cheat nữa, khổ lắm. Vì thế mà mình sẽ tạm thời mình sẽ không sử dụng Lucky Block nha. Mình sẽ làm cái Lucky Block ấy vào một tập khác. Ok. Mình sẽ làm như kiểu là ngoại truyện cái chiếc cái đấy thì mình sẽ cho cái Lucky Block vào chứ cứ cho Lucky Block ở đây xong rồi được cái mấy bạn ấy kêu cheat này cheat kia mệt lắm. Mình bị nhiều rồi. Cứ cho mấy cái mod linh tinh vào xong mấy mod may mắn vào đấy mà mình thì cực kỳ may mắn luôn cho nên là tự nhiên lại bị nói là thằng này cheat này, chơi bẩn vãi. Mình biết là các bạn không nói nhưng mà sẽ có đứa nói. Đấy, thế mới khổ chứ. Mình nghĩ là mình nên đi tìm một cái dưới đây có chứ có gì đâu. Ồ đây hết sạch đồ để lại lấy rồi này. Ôi giời ơi, ba con y hệt nhau. Tại sao lại như vậy? Ôi không. Các Pokemon này có gì mạnh không trời. Mà ba con nó cho y hệt nhau luôn. Đây có bao nhiêu kẹo thì dồn hết vào cái bé. Xong ném. Sao ném Pokemon ra được? Ấn R không ném Pokemon ra được. Bị lỗi rồi à? Mình ấn R nó không ném Pokemon ra được này các bạn ơi. Rồi, từ từ mình sẽ thoát ra vào lại thôi. Mình ấn R nó không ơ. Bị đứng cái gì rồi? Từ mình sẽ thoát ra vào lại. Trời ơi, vừa bị cái quái gì mà đít ra các bạn ạ. Thôi kệ, không sao. Ơ nó thành con khác rồi này. Đời. Vừa nó thành con kia về vào nó lại thành con khác rồi. Phải cần nôi. Từ mình đổi cái này lên đây đã. Mỗi lần vào nó bị vào đây các bạn ạ. Nó thành cái con rùa hay con ba ba gì này. Mình không hiểu lắm. Mình nghe cái tiếng gì á. Hình như là tiếng ở đây hay sao á. Ơ sao vào đây nó thành con khác thì lúc ấy mình thấy con kia mà ta. Sao một hồi nó biến con khác. Khó hiểu. Đấy. Tí tàu ra, tí tàu ra. Con tí tàu ra để mình xem nó là con gì nào. Ở đâu không? Trời ơi, ba con khác, bốn con khác nhau luôn. Vậy là nãy giờ nó bị cái gì á. Để mình xem nào. Wow, con này hệ nước với hệ mai rùa này. Con Onamite này. Ấy, úi trời ơi.
Con này nhìn mạnh nha. Con này nhìn mạnh các bạn nhỉ. Con này hệ rồng với lại hệ sắt. Ui mới vào 4 chiêu rồi. Vãi. Ui con này có vẻ mạnh. Theo các bạn là con này mạnh không? Ui con này có vẻ mạnh nhỉ. À level 9 rồi. À level 1 mà. Là sao nhỉ? Ui con này nhìn mạnh thế. Mới vào mới cấp 1 có 5 chiêu rồi. À mới cấp 1 có 4 chiêu rồi. Mà chiêu không đúng hệ của nó. Khắm vãi. Con này con rùa sao? Con rùa mới vào có 3 chiêu thôi. Bize. À con này hệ nước với hệ thép. Mới vào có 2 chiêu hệ nước rồi này. Water gun với lại withdraw. Xem nào. Vậy con này cùi nhất là trời. Con hệ thép thì mới vào có 2 chiêu ghẻ. Ồ, không biết là 4 chiêu này, không biết mấy chiêu này của mình con chiêu nào mạnh nhất đây ta. Các bạn hãy cho mình xin ý kiến để mình biết nha. Bây giờ mình sẽ làm thêm một ít kẹo nữa để mình cho con Tyranita nó ăn. Để cho nó tiến hóa lên lên cấp 70 xem nó có mạnh hơn gì không. Thì nãy giờ các bạn thấy sức mạnh mới của con Greninja và thực sự là nó cũng không có gì đáng để chúng ta phải gọi là đáng để chúng ta phải khen ngợi lắm, bởi vì sức mạnh mới của Trianta nó khá là ghẻ. Mình cũng thấy là khá là bình thường. Theo các bạn là như nào? Hãy để lại comment ở phía dưới để mình biết nhá. Là 8 x 3 24 đúng không? Ồ vậy là 8 x 4 24. Mình có thể làm được 4 cái ở 3 8 x 3 24. Mình cứ tưởng là 8 x 4 24 mình bị cháu con ngựa rồi. May quá vừa đủ luôn, vừa đủ 3 cái dust stone rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho con Tyranita ta. Đó. Ok. Đây hiện tại đây là Pokemon mạnh nhất của mình mà. Đó. Lên cấp. Lên cấp và không có chiêu gì mới, cấp 71 và không có chiêu gì mới. Một cái Pokemon khá mạnh. Ok và mình sẽ dừng tập này đây nhá. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chia là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn đừng quên nhá, ngày mai sẽ không có Pixelmon vào lúc 5 giờ chiều và thay vào đó sẽ là chắc là Nobihaza. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể lên và xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Minecraft Pixelmon vào thứ hai tuần sau. Ok, bye bye.